kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề ảnh hưởng của trầm cảm đối với cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất hiện nay. Đã có nhiều vụ việc đau lòng nguyên nhân do căn bệnh trầm cảm. Về lý thuyết, trầm cảm là một rối loạn về tinh thần, nhưng trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của bạn nếu không được điều trị. trầm cảm, bệnh nguy hiểm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm cướp đi trung bình 850.000 người mỗi năm. Đến năm 2020, trầm cảm sẽ là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc, nhưng chỉ khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Trầm cảm được các chuyên gia y tế coi là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Trên thực tế, trầm cảm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn và nếu không được điều trị, có thể sẽ gây ra những thay đổi và bệnh lý thực thể. Đó chính là cách mà trầm cảm gây cản trở cuộc sống hàng ngày của bạn. Trầm cảm có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương và không may là rất nhiều triệu chứng trong số đó rất dễ bị bỏ qua hoặc bị nhầm lẫn với các tình trạng bệnh lý khác. Biểu hiện ở người trưởng thành, người trưởng thành trung niên và lớn tuổi có thể sẽ rất khó để nhận ra những sự thay đổi về nhận thức bởi nhiều người sẽ nhầm lẫn các dấu hiệu của trầm cảm là do tuổi già. Theo Hiệp hội Thần kinh Hoa Kỳ, người các tuổi bị trầm cảm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi bị mất trí nhớ và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong các sinh hoạt thường ngày so với người trẻ tuổi hơn bị trầm cảm. Trầm cảm ảnh hưởng lên hệ tiêu hóa. Mặc dù bệnh trầm cảm là một vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng trầm cảm cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến chế độ dinh dưỡng và khẩu vị. Một số người sẽ xuất hiện tình trạng ăn uống quá đà dẫn đến tăng cân và các bệnh liên quan đến béo phì. Ví dụ như tiểu đường tuyếp 2, một số người khác lại mất cảm giác ngon miệng một cách hoàn toàn hoặc chán ăn, bỏ các bữa ăn hoặc ăn rất ít. Bất ngờ mất hứng thú khi ăn ở người cao tuổi có thể dẫn đến một tình trạng có tên là chứng chán ăn ở người già. Các rối loạn về ăn uống và khẩu vị có thể dẫn đến các triệu chứng bệnh lý bao gồm đau bụng, táo bón, suy dinh dưỡng, chuột rút, những triệu chứng này có thể sẽ không cải thiện khi sử dụng thuốc nếu người bệnh không ăn uống đầy đủ. Các loại thực phẩm ngọt hoặc dầu carbon hydrat có thể sẽ giúp cải thiện ngay lập tức các triệu chứng này, nhưng hiệu quả thường chỉ là tạm thời. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh khi bị trầm cảm là vô cùng quan trọng. Các chất dinh dưỡng rất cần thiết để đảm bảo các chất dẫn truyền thần kinh hoạt động tốt. Theo một nghiên cứu, các vitamin và khoáng chất thường bị thiếu hụt ở người bị trầm cảm bao gồm axit béo omega 3, vitamin nhóm B, các chất khoáng, các amino acid. ảnh hưởng lên hệ tim mạch trầm cảm và căng thẳng có liên quan chặt chẽ với nhau các hóc môn căng thẳng sẽ làm tăng nhanh nhịp tim và khiến các mạch máu thít chặt hơn khiến cơ thể bạn rơi vào trạng thái cấp cứu theo thời gian tình trạng này có thể dẫn đến bệnh tim mạch thường xuyên xuất hiện các vấn đề về tim mạch có liên quan mật thiết đến tình trạng trầm cảm hơn so với các vấn đề khác ví dụ như hút thuốc lá tiểu đường tăng huyết áp tăng mỡ máu nếu không được điều trị trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ tử vong sau khi bị nhồi máu cơ tim bệnh tim mạch cũng có thể là nguyên nhân của bệnh trầm cảm theo thống kê, có khoảng 15% số người bị bệnh tim mạch sẽ phát triển bệnh trầm cảm. <laughs> ảnh hưởng lên hệ miễn dịch, trầm cảm và căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực lên hệ miễn dịch, khiến bạn sẽ nhạy cảm hơn với tình trạng nhiễm trùng và các tình trạng bệnh tật khác. Một nghiên cứu đã cho thấy có mối liên quan giữa tình trạng viêm và bệnh trầm cảm, mặc dù mối liên quan này chưa thực sự rõ ràng, tình trạng viêm có thể liên quan đến rất nhiều tình trạng bệnh khác. Ví dụ như căng thẳng, một số thuốc chống viêm cũng được cho là có thể có lợi cho người bị trầm cảm. Trầm cảm có điều trị được không? Bạn cần lưu ý rằng trầm cảm là một bệnh về tâm thần chứ không phải là tình trạng yếu đuối đáng xấu hổ. Bất cứ ai cũng có thể mắc trầm cảm. Bệnh trầm cảm có thể được điều trị khỏi bằng các liệu pháp trò chuyện giao tiếp hoặc uống thuốc chống trầm cảm hoặc kết hợp cả hai liệu pháp. Quý vị và các bạn thân mến, những dấu hiệu trầm cảm ở trẻ nhỏ sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.